Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lòng vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin tức liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Quân Nga mở cuộc tấn công dữ dội trong khu vực Luhansk. Tại khu vực Luhansk, quân đội Nga đã tập trung nỗ lực vào chiến dịch tấn công nhằm bao vây các khu vực định cư tại Lysychansk và Severodonetsk. Ông Sergei Haidai, thống đốc vùng Luhansk đã cho biết như trên. Về tình hình ở tiền tuyến, địch tập trung toàn lực cho hoạt động tấn công bao vây Lysychansk và Severodonetsk. Giờ đây, với sự hỗ trợ của pháo binh, họ đang tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Toshika và Yustinivka gần Lysychansk. Theo lời của ông, các cuộc pháo kích của Nga rất mạnh, đôi khi không thể ghi lại tất cả các thiệt hại về thời gian, vì rất khó để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Đặc biệt, chúng tôi nhận được thông tin địch pháo kích vào các trường học trong vùng. Tin này chúng tôi nhận được trễ mất 2 ngày. Đây là trường nội trú dành cho trẻ em ở Helsinki, nơi cung cấp một môi trường giáo dục tiên tiến. Thế giới Nga đã làm mọi thứ có thể để lấy đi điều này. Ngoài ra, chúng tôi liên tục nhận được báo cáo về tình trạng nhà ở bị hư hại ở Pospasnya và Rubinye. Theo ông Haidai, nhà máy hóa chất Azot đã liên tục hứng chịu làn đạn của kẻ thù trong ngày qua. Tại Lysychansk, người ta quan sát thấy khói dày đặc bốc ra từ một nhà máy lọc dầu nằm gần đường cao tốc Lysychansk, Bakhmut bị quân đội Nga bắn phá. Các nhà máy lọc dầu trong khu vực thường xuyên bị trúng đạn của đối phương. Trong khi đó, hơn 10 ngôi nhà dân ở Severodonetsk và Lysychansk bị hư hại và một người bị thương. Haidai lưu ý rằng, trong ngày qua, quân trú phòng Ukraine đã đẩy lùi 16 đợt tấn công của đối phương, phá hủy 8 xe tăng Nga, 22 xe chiến đấu bọc thép và một xe cơ giới. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn rơi một máy bay không người lái Granat của đối phương và 6 UAV Orlan 10. Nga triển khai các dàn hỏa tiễn Islander sát biên giới Ukraine. Trong toan tính hỗ trợ cho các cuộc tấn công ở vùng Donbass, Nga đã triển khai lại các khẩu đội tên lửa đạn đạo tầm ngắn Islander tại vùng Brest của Belarus, cách biên giới quốc gia Ukraine 50 km. Điều này được nêu trong báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tính đến 10 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 2022. Cần lưu ý rằng, mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích vào các đối tượng Ukraine được phóng từ lãnh thổ của Cộng hòa Belarus đang ngày càng gia tăng. Nga đã tấn công mạnh mẽ dọc theo toàn bộ tuyến phòng thủ và thậm chí vào sâu trong tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại các khu vực giao tranh Donetsk, Slobozhansky và Nambu. Cường độ tấn công của quân Nga được ghi nhận là lớn nhất trong khu vực Donetsk, cụ thể là gần Lysychansk và Severodonetsk. Các không ảnh cũng cho thấy Nga đang triển khai các khẩu đội tên lửa đạn đạo tầm ngắn Islander tại Belgorod, một thành phố của Nga nằm đối diện với Kharkiv. Một nhà ngoại giao Nga tuyên bố từ chức để phản đối cuộc chiến đẫm máu vô nghĩa do Putin phát động chống lại Ukraine. Boris Bondarev, làm việc tại phái bộ Nga tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nói với BBC rằng ông biết quyết định lên tiếng của mình có thể đồng nghĩa với việc Điện Cẩm Linh hiện coi ông là kẻ phản bội. Nhưng ông vẫn giữ vững tuyên bố của mình, trong đó mô tả cuộc chiến là tội ác chống lại người dân Ukraine và người dân Nga. Đến nay, Mạc Tư Khoa chưa đưa ra bình luận nào. Nga đã thẳng tay đàn áp những ai chỉ trích hoặc nghi ngờ các tường thuật chính thức xung quanh cuộc chiến, vốn chỉ được coi là một cuộc hành quân đặc biệt. Trong bức thư được đăng trên mạng xã hội và chia sẻ với các nhà ngoại giao đồng nghiệp, ông Bondarev giải thích rằng ông đã chọn kết thúc sự nghiệp 20 năm phục vụ của mình vì ông không thể tiếp tục tham gia vào cuộc chiến đẫm máu, vô nghĩa và hoàn toàn không cần thiết này.
Những người nuôi dưỡng cuộc chiến này chỉ muốn một điều duy nhất là nắm quyền mãi mãi. Để đạt được điều đó, họ sẵn sàng hy sinh nhiều mạng sống. Hàng nghìn người Nga và Ukraine đã chết chỉ vì điều này. Bức thư cũng tấn công cả Ngoại trưởng Nga, cáo buộc Bộ Ngoại giao Nga quan tâm đến sự dối trá và thù hận hơn là ngoại giao. Nhà ngoại giao Boris Bondarev đã không kiềm chế khi chỉ trích Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Lavrov và cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Chiến tranh xâm lược là tội ác nghiêm trọng nhất, khốn nạn, dối trá và hận thù. Thật hiếm khi nghe những lời như vậy từ một quan chức Nga. Trong 3 tháng kể từ khi Vladimir Putin khởi động cái mà ông ta vẫn gọi là cuộc hành quân đặc biệt của mình ở Ukraine, là điều mà hầu hết mọi người trên thế giới đều gọi đích danh là chiến tranh của Nga. Có rất ít dấu hiệu cho thấy bất đồng công khai trong các thể chế nhà nước của Nga. Lúng túng cho các nhà chức trách Nga. Chắc chắn rồi, họ muốn làm rõ rằng bộ máy nhà nước ở đây hoàn toàn đứng sau quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Putin. Nói với BBC, ông Bondarev cho biết, ông không thấy giải pháp nào khác ngoài việc từ chức. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng việc từ chức của tôi sẽ thay đổi nhiều, nhưng tôi nghĩ nó có thể là một viên gạch nhỏ vào bức tường lớn hơn mà cuối cùng sẽ được xây dựng. Tôi cũng mong là như vậy. Ông Bondarev tiết lộ rằng, cuộc xâm lược ban đầu đã được các đồng nghiệp trong Bộ Ngoại giao Nga đáp lại với niềm hạnh phúc, vui sướng, hưng phấn, vì thực tế là Nga đã thực hiện một số bước triệt để. Ông nói với BBC, bây giờ họ ít hài lòng hơn với điều đó, bởi vì chúng tôi đang đối mặt với một số vấn đề, trước hết là với nền kinh tế. Ông nói với BBC, nhưng tôi không thấy rằng nhiều người trong số họ sẽ hối cải và thay đổi quan điểm của mình. Họ có thể trở nên kém hào hứng hơn một chút, ít hung hăng hơn một chút, nhưng không hối cải. Ngược lại, ông Bondarev cho biết trong bức thư ngỏ của mình rằng ông chưa bao giờ xấu hổ về đất nước của mình như vào ngày 24 tháng 2 là ngày cuộc xâm lược bắt đầu. Không rõ liệu ông có phải là nhà ngoại giao đầu tiên từ chức hay không, vì chưa có ai khác lên tiếng công khai. Ông Bondarev không ảo tưởng rằng giờ đây Mạc Tư Khoa sẽ coi ông ta là kẻ phản bội, nhưng lưu ý rằng ông ta không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Tôi vừa từ chức và nói ra suy nghĩ của mình, ông nói. Nhưng tôi nghĩ tất nhiên tôi phải quan tâm đến sự an toàn của mình. Phó Thủ tướng Đức, Liên hiệp Âu Châu có thể đạt được thỏa thuận về các lệnh trừng phạt Nga. Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Robert Habeck đã phát biểu tại một phiên hội thảo trong cuộc họp thường niên lần thứ 51 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ vào ngày 23 tháng 5. Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh tế Đức nói với CNN rằng suy thoái không phải là không thể tránh khỏi. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Robert Habeck nhấn mạnh rằng không phải tất cả mọi thứ đều là không thể tránh khỏi. Chúng ta là con người và có thể thay đổi tiến trình lịch sử. Ông cũng nói chuyện về cuộc chiến ở Ukraine và những nỗ lực của Âu Châu nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lực của Nga. Khi được hỏi liệu Liên minh Âu Châu có thể đạt được thỏa thuận về vòng trừng phạt tiếp theo, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ hay không, ông nói rằng ông tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận và có thể được thực hiện trong vòng vài ngày tới. Tôi mong đợi tất cả mọi người, cũng như Hung Gia Lợi, rằng họ làm việc để tìm ra giải pháp và không nói rằng, được rồi, chúng tôi có một ngoại lệ, và sau đó chúng tôi sẽ lùi lại và xây dựng quan hệ đối tác với Putin. Habeck cũng thảo luận về sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt của Nga và nói rằng ngành công nghiệp của Đức sẽ sụp đổ nếu không có năng lượng của Nga. Khi được hỏi liệu Đức có trả tiền khí đốt của Nga bằng đồng rúp hay không, Habeck nói rằng các công ty Đức sẽ trả tiền khí đốt bằng đồng euro. Nếu sau đó Nga quyết định đổi số euro đó thành đồng rúp, thì đó là một biện pháp giữ thể diện cho Putin. Ông khẳng định rằng bất kỳ động thái nào như vậy đã được Ủy ban Liên hiệp Âu Châu chấp thuận và không vi phạm các lệnh trừng phạt. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 cho biết các quốc gia không thân thiện sẽ phải trả bằng đồng rúp thay vì euro hoặc đô la được nêu trong hợp đồng.
Người mua có thể thực hiện thanh toán bằng đồng euro hoặc đô la vào một tài khoản tại ngân hàng Gazprom Bank của Nga. Sau đó sẽ chuyển thành tiền rúp và chuyển chúng sang tài khoản thứ hai để thanh toán cho Nga. Nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria đã bị cắt sau khi họ từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Các công ty khí đốt lớn khác của Âu Châu đã nói với CNN rằng họ đang tìm cách thanh toán cho khí đốt của Nga, đồng thời không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU. Tướng Mỹ cho biết quân đội Mỹ đóng tại khu vực hoạt động của Âu Châu tăng 30% so với trước chiến tranh Ukraine. Hiện có khoảng 102.000 lính Mỹ đóng tại khu vực hoạt động của Âu Châu. Con số này tăng 30% so với số lượng lính Mỹ đóng tại khu vực hoạt động của Âu Châu trước khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. Tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ cho biết như trên trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài sau khi kết thúc cuộc họp nhóm liên lạc Ukraine lần thứ hai vào thứ hai. Quân đội Hoa Kỳ có khoảng 78.000 trong EUCOM, lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và lực lượng vũ trụ. Trong vài tháng ngắn ngủi, chúng tôi đã củng cố điều đó hơn 30%. Cụ thể sáng nay, chúng tôi có thông tin đại khái là 102.000 lính Mỹ trong khu vực hoạt động của EUCOM ở nhiều quốc gia, tướng Milley nói. EUCOM là một trong 11 vùng chiến thuật của Hoa Kỳ, có trụ sở tại Stuttgart, bao gồm 51 quốc gia và lãnh thổ ở Âu Châu. Tướng Milley cho biết thêm, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của quân đội trên bộ, trên biển và trên không kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. Trên biển, chúng tôi có hơn 15.000 thủy thủ ở Địa Trung Hải và vùng Baltic, hiện diện trên 24 tàu chiến nổi và tàu ngầm, tăng từ 6 chiến hạm nổi so với hồi mùa thu. Milley nói, trên không, chúng tôi hiện có 12 phi đội máy bay chiến đấu và 2 lữ đoàn dù. Và trên mặt đất, chúng tôi có 2 quân đoàn, 2 sư đoàn và 6 lữ đoàn tác chiến, cùng với nhiều loại đơn vị khác. Hoa Kỳ dự kiến sẽ giữ 100.000 quân đồn trú ở Âu Châu trong tương lai gần. Các nước Liên hiệp Âu Châu giúp Ukraine khả năng đối phó với hạm đội Hắc Hải của Nga. Đan Mạch đã đồng ý cung cấp cho Ukraine một bệ phóng Harpoon và cả các hỏa tiễn để giúp Ukraine bảo vệ bờ biển của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết khi kết thúc cuộc họp nhóm liên lạc Ukraine lần thứ hai do Austin chủ trì hôm thứ Hai. Cuộc họp nhóm liên lạc thứ hai được tổ chức trực tuyến. Cộng hòa Tiệp cũng đồng ý gửi những hỗ trợ đáng kể cho Ukraine, bao gồm các máy bay trực thăng tấn công, các loại xe tăng và các hệ thống hỏa tiễn, Austin cho biết tại một cuộc họp báo khi kết thúc cuộc họp. Austin cho biết tổng thể 20 quốc gia đã công bố các gói hỗ trợ an ninh mới, bao gồm tài trợ đạn pháo cực kỳ cần thiết, hệ thống phòng thủ bờ biển, xe tăng và các phương tiện bọc thép khác. Austin nói thêm, những người khác đưa ra các cam kết mới về đào tạo các lực lượng của Ukraine và duy trì các hệ thống quân sự của họ. Tổng số 47 quốc gia đã tham gia cuộc họp thứ hai của nhóm liên lạc. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mark Milley cho biết, Bộ trưởng Austin sẽ đích thân chủ trì cuộc họp thứ ba của nhóm liên lạc Ukraine tại Brussels vào ngày 15 tháng 6. Austin cho biết khi kết thúc cuộc họp ảo thứ hai của nhóm liên lạc hôm thứ Hai, tôi sẽ triệu tập nhóm liên lạc cho cuộc họp thứ ba của chúng ta vào tháng tới và sẽ trực tiếp tập hợp lần này vào ngày 15 tháng 6 bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels. Austin nói, tất nhiên đây sẽ không phải là một sự kiện của NATO, nhưng chúng tôi muốn duy trì theo kịp tiến độ của các cuộc họp này và tôi muốn sử dụng chuyến đi đến Âu Châu để bảo đảm rằng chúng ta đang tiếp tục trên đà phát triển của mình. Người tị nạn Ukraine ở Đức có thể đổi tiền Ukraine sang đồng euro. Từ hôm thứ Ba 24 tháng 5, người tị nạn Ukraine ở Đức sẽ có thể đổi tiền Ukraine sang đồng euro với một tỷ giá hối đoái có lợi, theo thỏa thuận của Bộ Tài chính Đức,
Ngân hàng Liên bang Đức, ngành ngân hàng Đức và ngân hàng quốc gia Ukraine. Người tị nạn có thể đổi tổng số tiền lên tới 10.000 tiền Ukraine sang thành euro tại các ngân hàng tiết kiệm và các ngân hàng khác của Đức tham gia vào sáng kiến này. Bộ Tài chính Đức cho biết hôm thứ Hai trong một thông cáo báo chí. Việc đổi sang euro sẽ được thực hiện theo tỷ giá hối đoái được công bố trên trang web của Bundesbank. Việc trao đổi được ghi lại trong một ứng dụng trực tuyến do Ngân hàng Trung ương Âu Châu cung cấp để bảo đảm rằng số tiền trao đổi tối đa của từng cá nhân không bị vượt quá. Trong quá trình này, danh tính của từng người tị nạn trong độ tuổi hợp pháp muốn tham gia trao đổi sẽ được ghi lại và xác minh. Các tài liệu được chấp nhận là những tài liệu được sử dụng để mở tài khoản cơ bản của những người tị nạn từ vùng chiến sự Ukraine. Các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu sẽ được tôn trọng. Đức sẽ bù đắp cho các khoản lỗ do tỷ giá hối đoái này gây ra. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.